Mẹ khui thùng con này là T470S, con này con cuối cùng rồi. Khui thùng con này xong bỏ xuống website đi. T470S nhá. Con này vẫn đang xin bán trên còn bán trên Lenovo. Nó bán tầm loanh quanh đâu khoảng 1.000 đô. Bán ở bên Mỹ, giá sai của Mỹ là giá chưa thuế của Mỹ nhá, tùy bang nó khoảng từ 7 đến 10%. Đấy, đây, tay kính lít đầy đủ hết. Tay kính lít từ Mỹ này. Đấy, trong này nó có số serial number, để check được cái số serial number của thùng. Đây là shipping của Lenovo. Bên này đây, serial number của máy này. Cái dòng thứ hai thôi, rất là nhỏ. PC16TB1M dòng thứ hai, CD number hàng niêm phong, bên trong còn lớp niêm phong nữa. Chỗ này là chỗ bật cái tem này, tem này có sờ đây sần sần, tem này tem bảy màu, màu sắc nó thay đổi nghiêng đi giống như tem chống làm giả. Con này sạc 45W, cái 470 là 65W, con này 45W. Thiết kế X1. Rất là nhẹ, nhẹ hơn mấy lạng, mỏng hơn, nhẹ hơn, xì xì. Cái này hết rồi nhé, không còn nữa. Bò bé hơn. Đây là sổ so thử ở đây. Con này T160 thôi. Bò này nó sẽ to hơn một chút. Này, bên hai bên này. Ba phía này nó nhỏ hơn. Như là một tay sau giữa này. Đây là đằng sau của T460 giống T470, nó có một cái pin nữa. Đó, nó cổng đắp. Con này là cũng có cổng đắp nhưng mà nó kín, không có pin. Con này có một cổng D, cổng sạc này, cổng USB này, có cổng tai C này, ba cổng USB, cổng HDMI, cổng lại, khe cắm sim. Mất mặt. Rồi, xin chào, cảm ơn.
hết rồi nhé.